Xin chào các bạn đã đến với kênh Michi Review. Hôm nay em review phim Oppa Xã hội đen thân yêu của tôi, từ hai nhân vật đã thành công từ bộ Ai Long Nhai. Không lòng vòng nữa, chúng ta bắt đầu vào phim thôi nào baby. Sau một đêm bị người chuốc say không biết cái mơ tơ gì, Quy với Boss không đâu biến mất tâm mất dạng đâu ta. Nó đang ở chỗ tay thằng Kenji kia kìa. Anh nhà biết thừa đây là một tay thằng Boss gây ra chứ còn ai nữa. Đuổi mấy cha mấy mẹ đi để anh xét kèo này. Hai người đàn ông đang tự dằn vặt mình vì đâu biết sói đội lớp cừu. Anh Tun, nếu anh muốn chuộc lỗi thì lo tìm Huy Y, ngồi đấy đổ lỗi cho mình có ích gì. Chợt nhớ hôm qua Boss có cái ứng dụng, anh đi đâu ó em đi nơi đấy để dễ tán nhau hơn. Xàm lờ, trong cái rủi còn có cái may, còn tra được vị trí Boss đồng nghĩa Huy cũng ở đó. Mày tới số rồi con ạ. Tới nơi mới ngỡ ra đây là đàn em của Kenji chứ còn ai nữa. Hai người song kiếm hợp bích đánh cho lũ thủ xú không cho cha mẹ nhận ra tụi mày. Trao đổi yêu thương vật lý với nhau thì người cũng tàn nhẫn, tàn canh. Anh ơi, em không chịu nổi nữa, anh đi một mình y. Cùng lúc đó Boss tới đỡ anh dậy, mày cút tao, dù có giải thích em bị ép vẫn không lung lay. Chuộc lỗi thì đi cứu Huy rồi hẵng nói chuyện. Huy giờ đã tỉnh dậy trong sự hoảng sợ của bé, thằng lai Kenji còn uy hiếp bé la to lên để bồ mày cứu. Tu tới nơi Hello Kitty mấy cưng, Kenji với giọng điệu chọc chó khiêu khích Tu lại đây với em đi nào, hot hòn hòn. Ra đây nói chuyện như hai người đàn ông xem nào, nhìn bắt con mồi để làm thứ dữ nhìn nhục ghê. Đã chọc đúng chỗ ngứa, hai anh bắt đầu combat trao đổi con dao thái thịt và những viên pháo sáng cháy lại. Nhắm không chơi lại được thì mình chơi bồ nó, chuyện đơn giản mà kẻ xúc vật nào chả làm được. Hên thế nào Boss ra đỡ viên, chuyện nào ra chuyện nấy, cuối cùng nhân vật chính cũng thắng thôi. Pha ghế cho em bồ đi đứng lại cho thường, còn Boss cho một vé sống chết mặc bay nha con trai. Trời ơi là trời, cuối cùng cũng ra, còn Boss chỉ nhận được cái thờ ơ lạnh nhạt. Boss giữ tay anh lại đừng đưa em ra biên giới, dù cho hai vợ chồng có nói thế nào cũng vậy. Dẫn bé tới ký túc xá, bé vẫn còn sợ lắm nên anh cố trấn an tâm lý cho bé cho bớt sợ. Các cặp đôi thật là dễ sợ. Có chuyện gì buồn vào nhà tắm tâm sự và làm chuyện gì đó, em không biết. Tun cùng nhắm ít sinh tố lúa mạch được anh Boss chăm sóc cho dù vết thương của mình lớn hơn Tun. Cái mặt bất mãn của Tun hiện rõ lên mặt. Giải thích cho anh ấy hiểu là em nợ Kenji một mạng sống. Nhưng từ khi va phải con lũy tình yêu từ con chim Hoàng Anh, con chim em cũng bắt đầu dựng đứng. Nói thế còn ta cho chuyện phản bội, giờ đi cút được rồi, ta không muốn ở với một kẻ phản bội. Tin gan phèo phổi hai người chắc đâu lắm. Những giây phút tình cùng của hai nhân vật chính của chúng ta, bé bị sốt nhẹ xíu xiu mà anh nhà đã sót cho bé. Lo từ đầu tới háng không sót chỗ nào luôn nha mọi người, chắc gì mấy con người FA trải nghiệm cảm giác này, như em cả thôi. Ra ngoài suy tư tâm trạng cho án vừa ăn mày quá khứ khi hai năm trước. Ông già có đưa vụ đi đòi nợ thay, trời đất má nội ơi gì mà vệ sĩ đông như muốn chơi tập thể vậy mấy cha. Đi ra chỗ khác chơi em, vô tình đi tới đây gặp ngay thằng Kenji còn thơ ngây vô số tội. Con nợ trong khi đó đang thu xếp tiền đi trốn tìm vào chim người đi. Trốn gì vậy em? Dạ thưa mấy anh, em chỉ thu xếp tiền để trả cho mấy anh thôi. Thảo mai dễ sợ gớm ha mọi người. Cướp tiền của nó đâm sau lưng. Hên là thằng Kenji chạy lại đỡ cho một hít mới thoát kiếp nạn con nợ đấy. Mày thách tao đấu với mày tao trụng nước sôi. Thấy Kenji nằm thoi thóp trên sàn có lòng từ bi đưa về thành y. Nói cho bố già biết muốn đưa nó về có chỗ ăn chỗ ở. Với cái nét mặt dày của Tu và bộ dạng chó tha của Kem ổng cũng bấm bụng chịu. Nhưng nhớ rằng nó đã phản bội chủ nó, vậy xong. Nghĩ lại cứ vật báo ơn, người báo oán đôi khi người còn không bằng con vật. Đi về nhà chưa kịp gì đã thấy tờ giấy đe dọa từ Kenji, tức tới nghiến răng nghiến lợi chớ sao. Sau một đêm số rét bé nhà tỉnh dậy, không thấy hơi chồng ở đâu gọi gọi trong sự không biết. Anh nhà chỉ gửi hộp cơm với lời nhắn cho bé tự sinh tự diệt á mọi người. Bé tới trường cùng chiếc điện thoại, cứ suốt ngày tổ cha bà mụ nội mày ra. Nhìn gì tôi giữ cha nội, tôi có dính phèn đâu mà nhìn dữ dợ. Giỡn vậy đủ rồi, em cơm chưa hớ. Vẫn rất là bình thường, trong cái sự bình thường của sự bình thường, trong khi đó mình đã làm điều không bình thường, giờ nó lại đối xử bình thường. Vì mình là bạn thân của nhau, cây cà gem cũng sục cho nhau mà bạn. Bạn bè với nhau lâu rồi chưa xèo phì với nhau tấm nà, có bồ gan hơn hàng ăn ở khó khăn vì quyền lợi góc chụp của bạn quyết định mình đẹp hay xấu. Tu tới nơi cũ hello cưng là mẹ nẻ con, tới nơi toàn là ảnh bé bồ nhỏ nhắn của mình với chữ chết.
đã nổi máu chó rồi mà thằng Kemji thêm cái nét chọc chó nữa, nhờ vào chiếc camezel. Thấy Kemji đúng thằng hèn luôn đó mọi người, Ân đã báo oán, giờ còn muốn nhộm siro đổ trên người Huy nữa. Loại người này hèn thật nha. Bé nhà ta cũng đã tan học rồi, oan bom bom cái mỏ rủ đi kia đi nọ. Thôi nha, dừng nha má, giờ em bê cu bỏ bạn rồi, em còn phụ chồng vung đắp tổ ấm gia đình nữa. Oan rất muốn đi, dừng, mày mà đi tao biết đường nào hai con cờ hó cũng cạp nhau, dẹp. Vậy thôi, có buồn thì vẫn luôn có Oan. Mới vào quán bé tẹt dô sóc ẻ, Tư chuẩn bị hàng nóng giấu trong ngăn lạnh. Bé vào hỏi anh sao đóng, còn anh nói câu chia tay phủ phàng rồi quay gót. Cố gắng giữ tay anh lại, nhắc anh ăn mày quá khứ chúng ta từng trải qua, đi qua bao gian khổ mới hạnh phúc vậy mà. Bé ôm anh đẩy, tao đây chỉ chơi qua đường không hơn không kém mấy con Trần Duy Hưng. Những chuyện đã làm vừa qua chỉ là sự trả thù ích kỷ. Huy không tin cố, nhưng tới khi anh tác động vật lý với bé thì mới góc đít đi, còn người ở lại vẫn đau. Phi phai sống dai thành huyền thoại, ngựa quen đường cũ, hai người này vẫn hợp tác làm ăn. Chào mừng cho sự trở về, đúng như câu nói, mọi sự ngu ngốc đều phải trả giá, bằng tính mạng khi giúp tụi nó chi. Tu nó rút không ai tranh giành ngôi vị của nó, vẫn lo sợ vì cánh tay đấy dễ gì mà cắt bỏ được. Giờ thằng này cái háng nó thâm đen rồi nha quý dị, Bernard thêm mùi thum thủm. Cặp đôi bình thường ấy, khi Nami thấy mình không còn quan trọng trong mắt Quan, liền thẳng tay block em muốn chia tay vì suốt ngày quy quy. Nhiều lúc con gái có nhiều cái hay ghê đó mọi người. Bé buồn rầu tới thủy cung ăn mày quá khứ về lần đầu tiên, vô tình bé bắt gặp Quan cũng ở đây. Hai con người thất tình ôm khóc nhiều chút vì yêu quá nhiều. Phim Oppa xã hội đen của tôi cũng đã hết tập 6. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nhớ cho mình một like và một subscribe để có thêm động lực ra nhiều video nhé. Tạm biệt.